Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 1, Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị 15, nghị quyết 15 của huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, thành ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Năm 2021, huyện Quốc Oai luôn coi trọng thực hiện chỉ thị số 15 và nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Việc thực hiện nghị quyết số 15 của Thành ủy trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố các tổ chức cơ sở đảng còn yếu kém được quan tâm chú trọng kịp thời phát hiện, điều chỉnh, xây dựng các đề án chuyên đề đối với năm tổ chức đảng cần củng cố, qua đó nâng cao vai trò vị trí trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, các xã, thị trấn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 15 của thành ủy đã làm chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy về vị trí vai trò của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương trong việc nắm bắt tình hình dư luận, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tại địa phương. Cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc để giải quyết những vấn đề phát sinh, các vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ huyện đến cơ sở công tác tiếp dân đã đi vào nề nếp và thực hiện đúng quy định. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, thành ủy viên Bí thư Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng cần nhìn nhận đúng sự thật về các tồn tại hạn chế để xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục tồn tại trong thực hiện chỉ thị số 15 và nghị quyết số 15 của thành ủy. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Phát huy công tác dân chủ trong đảng, đi đôi với nguyên tắc tập trung dân chủ và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bốc xúc các vụ việc khiếu nại tố cáo tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được đề ra trong năm đề án trọng tâm về công tác xây dựng đảng đã ban hành trong năm 2021, hoàn thành việc củng cố năm tổ chức cơ sở đảng xong trước tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hoạt động đổi mới sâu sát khoa học hiệu quả, năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả, đảm bảo chủ động khoa học linh hoạt thiết thực, hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra trong điều kiện mới về phòng chống dịch Covid-19. Năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện 150 trên 150 nhiệm vụ công tác và các nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của thành phố và yêu cầu thực tiễn của huyện. Trong năm, Hội đồng nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định, phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm trong tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các nội dung giám sát khảo sát đúng trọng tâm trọng điểm, thuộc lĩnh vực quan trọng được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định, có nhiều hình thức đổi mới trong tiếp nhận ý kiến nguyện vọng của cử tri. Việc phối hợp điều hòa hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và hội đồng nhân dân các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng hiệu quả cao. Năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 7 kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã thị trấn tổ chức 74 kỳ họp. Việc tổ chức các kỳ họp có nhiều đổi mới đáng chú ý như thực hiện giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến tới 21 điểm cầu xã thị trấn, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ngay sau khi kết thúc mỗi kỳ họp, thường trực hội đồng nhân dân huyện tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ tiếp theo phát biểu tại hội nghị tổng kết hội đồng nhân dân các cấp năm 2021. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị năm 2022, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai, Hội đồng nhân dân các xã thị trấn cần tiếp tục đổi mới, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và chuyên đề với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đúng quy định của luật lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các phiên giải trình, tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề, đảm bảo trọng tâm trọng điểm về các vấn đề dân sinh bức xúc, những lĩnh vực quan trọng của địa phương. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, triển khai có hiệu quả chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy chế quy định. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 24 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp huyện Quốc Oai năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 1, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, chủ trì hội nghị họp lãnh đạo Ủy ban dân huyện giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Tham gia hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện và lãnh đạo một số phòng ban thuộc huyện. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã được nghe nhà đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Edemun đề xuất phương án quy hoạch và nghiên cứu đầu tư dự án tổ hợp dịch vụ thể dục thể thao, nông nghiệp sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng Edemun tại xã Yên Sơn và xã Phượng Cách. Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 147 ha, địa điểm tại khu đất bãi sông đáy xã Yên Sơn và xã Phượng Cách sẽ đầu tư xây dựng một khu sân gôn thể thao giải trí ngoài trời, xây dựng một số hạng mục nghỉ dưỡng sinh thái và đầu tư xây dựng các nhóm nhà ở sinh thái, bố trí đều trên phạm vi tổng thể khu đất. Sau khi nghe chủ đầu tư giới thiệu về dự án và ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng ban chuyên môn về tổ hợp dịch vụ thể dục thể thao, nông nghiệp sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng Edemun tại xã Yên Sơn và Phượng Cách. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư dự án không chỉ ở xã Yên Sơn, Phượng Cách mà mở rộng xung quanh khu vực bãi sông đáy. Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban dân huyện cũng đã nghe báo cáo chủ trương lập nhiệm vụ và quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách. Các biểu mẫu liên quan đến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, công tác xử lý vi phạm môi trường ở một số xã trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2022, Hội Cựu chiến binh xã Ngọc Liệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh huyện chọn làm đại hội điểm để đánh giá rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho các cơ sở hội trong toàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, song hội cựu chiến binh xã Ngọc Liệp đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, nỗ lực phân đấu hoàn thành các mục tiêu, các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết đại hội khóa 7 đề ra, xây dựng hội trong sạch vững mạnh về cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhiều hội viên được đảng nhân dân tín nhiệm bầu tham gia các chức danh chủ chốt của cấp ủy chính quyền xã cơ sở thôn. Đây là những nhân tố tiêu biểu hạt nhân lãnh đạo, bảo vệ chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế quốc phòng an ninh ở địa phương. Phong trào giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm chú trọng. Hội đứng ra hợp đồng ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện với số dư nợ đến nay là 2,6 tỷ đồng, giúp cho hội viên vay phát triển kinh tế. Hiện Hội cựu chiến binh xã Ngọc Liệp có trên 20 hội viên, có mô hình trang trại, sản xuất ngành nghề, vừa và nhỏ, đã tạo điều kiện cho các hội viên và con em hội viên có công an việc làm. Đời sống của hội viên đều có mức sống khá và ổn định, không còn hộ nghèo. Cùng với các hoạt động trên, Hội cựu chiến binh xã Ngọc Liệp còn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Với tinh thần tập trung dân chủ trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Ngọc Liệp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 6 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu cựu chiến binh huyện Quốc Oai lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra vào thời gian tới. Được biết, ngay sau khi tổ chức đại hội điểm tại xã Ngọc Liệp, Hội cựu chiến binh huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các cơ sở hội trong huyện tổ chức đại hội tại địa phương mình đúng thủ tục, nguyên tắc, dân chủ, trang trọng thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo thời gian, đạt kết quả cao. Theo kế hoạch, thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022, đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 thực hiện uh, hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các cấp, Hội Cựu chiến binh Huyện Quốc Oai tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở từ tháng 1 đến hết tháng 5. Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2022, Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo Hội Cựu chiến binh xã Ngọc Liệp tổ chức đại hội điểm Hội Cựu chiến binh cơ sở của xã học Liệp. Và sau cái đại hội điểm Hội Cựu chiến binh xã học Liệp thì Hội Cựu chiến binh huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội vào trong tháng 2, tháng 3 và tháng 4 và phấn đấu là đến giữa tháng 5 năm 2022 thì đại hội hội cựu chiến binh cơ sở sẽ kết thúc và chúng tôi đang chỉ đạo để làm sao tất cả các cơ sở hội làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!